Ok, chúng ta cùng đến với xét đấu thứ 2, trận đấu thứ 5, cuộc đối đầu giữa đồng đội giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Bắc Ninh. Điểm số 1-0 cho Bắc Ninh. Trong xét đấu thứ nhất thì Thành phố Hồ Chí Minh đã giành chiến thắng 21-15. Một cầu rất nặng, một cầu không qua lưới. Điểm 2-0 cho Bắc Ninh. Thủ cầu rất hay từ Trung Đức, 3-0. Đập sợ thật. Thế chả hiểu sao đánh quốc tế vẫn thua xà thế. Điểm số đầu tiên cho Thành phố Hồ Chí Minh, 1-3. Cơ hội tấn công. Đập như bom này, vẫn thủ được rất hay. Hất cho nó đập ít thôi, có nhiều pin lắm. Rồi phản cầu ngang rất hay từ Trung Đức, 4-1. Đánh cầu ngang đi, Kenvin đi rồi chứ đâu. Lại cho nó đập rồi. Bóng sợ thật. 2-4. Điểm 5-2 cho Bắc Ninh, khá hay. Đập cầu hơi yếu. Vẫn thủ được, khá hay, không còn nữa rồi. Đội điểm 3-5 cho Thành phố Hồ Chí Minh. Đập cầu rất tốt từ Xuân Hưng nhưng vẫn còn. Hay rồi, rất tốt. Điểm 6-3 cho Bắc Ninh, cứ thoải mái mà đánh, thắng thua không quan trọng. Trận này không quan trọng phải thắng. Hất, hất ít thôi, nó đập kinh lắm. Điểm 4-6. Bom, ném gạch. 7-4 cho Bắc Ninh. Một pha chiếm cầu lôi của Gia Huy. 7-4. Hay lắm. Kenvin đấy chứ đâu. Kenvin đâu rồi? Đức Kenvin. Rất hay. Thành cầu tốt từ Xuân Hưng. 8-4 Bắc Ninh. Được cầu ra man chưa? Cặp đôi đến từ Thành phố Hồ Chí Minh cần tôn cầu rất tốt. 5-8. Đập sợ gì kìa. Đập ra màn nhỉ. Điểm 6-8. Hồ Chí Minh 2 tay vợt rất to con. Gia Huy cao hơn. Hưng đập cầu đi em. Em đi đánh rồi mất rồi. Điểm 7-9 cho Thành phố Hồ Chí Minh. Chắc 3 đây. Chắc là Đức nó tập Bắc Ninh đúng không ạ? Thủng bụng. Điểm 11-7 cho Bắc Ninh trong nửa xét đấu thứ hai. Nửa đầu xét đấu thứ hai này rất hay. Xét 1 Thành phố Hồ Chí Minh thắng 21-15 nha mọi người.
Đập sợ thật. Quân đội đánh rồi nha anh Lâm Thái Thuận ơi. Phân tích đối đầu quân đội ở 3 trận đơn đang là 2-1 nghiêng về Bắc Giang. Chiến thắng đơn duy nhất thuộc về Đức Phát. Đơn A Thành phố Hồ Chí Minh đánh đôi với mọi người. Tiến Minh, Cao Cường và Hải Đăng đều giành chiến thắng. Khá dễ dàng. Hải Đăng hơi khó khăn với anh Tiến đấy. Chắc ăn no. Ăn đề đúng rồi, ra ngay. Đức Tân Vin 12-7. Sợ thật, rồi thì mình đập. Hay lắm. Đập tiếp đi, thủ rất hay. Đức Tân Vin 13-7 cho Bắc Ninh, rất hay trận đấu này. Tân Vin Đức hay giảm múa sợ không? Không còn rồi, trận cầu rất sát lưới của Trương Minh Long. Điểm 8-13. Đúng rồi, đội Thành phố Hồ Chí Minh ai cũng hay. Mạnh nhất Việt Nam rồi còn gì nữa. 8-13. Ép cầu rất hay từ Trung Đức. 14-8. Giải quyết luôn đấy. Đức Kenvin phải bắt lưới nhiều vào, bắt ngang nhiều vào, đánh cầu ngang nó cao, đánh cầu ngang bất lợi hơn mà. Không sợ rồi, phun thủ rồi. Bon rồi, đập tiếp đi nào. Không đập để anh đập. Không đập để anh đập. Đập chỉ anh thế này. 15-8 cho Bắc Ninh. Trận đấu thứ hai, rất hay. Cổ động viên rất đông. Viên rất là cổ động viên cho Bắc Ninh. Đập luôn. Cổ vũ hết cho Bắc Ninh. Ôi giời. Rồi, ra đây. Ôi. 16-8 cho Bắc Ninh. Tưởng đập mà ngon à. Mười 16-8 Bắc Ninh hay quá. Bắt cầu hơi cao cho Trung Đức. Rồi điểm 96 Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi rất hay. 17-9 tay vợt Trung Đức. Đức KMV đang thi đấu rất hay. Đội Hồ Chí Minh mặc áo trắng nha mọi người. Lắt léo thế nhỉ? Cứ hai bên mà điều cho nó chặn. Rất đáng tiếc cầu ngoài sân một chút. Bắt bài rất chủ động của Đức Ken Vịt. Đấy, đánh xa tay nó ra. Ngoài sân 18-10 cho Bắc Ninh. Rồi. 11-18. Rồi này cái ngoài này trăm, trăm thì cái ngoài. Bước. Chết. Đây là thành công. Đức Kenvin đập cầu lên đây rồi. Về 9-11 cho Bắc Ninh. Tất cả khán đài đang cổ vũ cho Bắc Ninh. Cầu vẫn trong sân. Rồi điểm 13-19 cho Thành phố Hồ Chí Minh. Đập luôn. Ngoài sân. Tiếp tục một điểm số cho Thành phố Hồ Chí Minh. Đặt đi, giết luôn. Xin mời tổ trọng tài sân số 2. Đặt stop. 20-13. Hồ Chí Minh tâm lý rồi. Bên Bắc Ninh đang tự tin. Đánh cầu ngang tầm tầm thấp thì Đức nó lợi thế hơn, để nó thấp.
4-20. Rồi dập cho cái hết luôn đi. Cho một bắt. Đội cổ ngang rất hay. 11-14 cho Bắc Ninh trong set đấu thứ 3. Vậy là chúng ta sẽ được thưởng thức trong set đấu thứ 2. Vậy là chúng ta sẽ được thưởng thức set đấu thứ 3.